Bản tin tài chính hôm nay có những tin chính sau. Tập đoàn Hàn Quốc muốn rót thêm 4 tỷ USD vào Việt Nam. 200 tỷ phú sẽ đi du thuyền đến Vịnh Hạ Long. Trung Quốc đối mặt với núi nợ địa phương. Chính phủ trình thí điểm mở rộng quỹ đất nhà ở thương mại. Hòa Phát báo lãi hơn 3.000 tỷ quý 3. CEO VinFast khẳng định chính sách hậu mãi cực tốt. Nhiều ông lớn ngân hàng hé lộ kết quả kinh doanh khủng. Một doanh nghiệp chăn nuôi báo lãi gấp 25 lần cùng kỳ. Chứng khoán Mỹ lập đỉnh lịch sử mới. Trong phiên giao dịch ngày 14 tháng 10, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đã tăng 201 điểm, tương đương 0,47% lên 43.065 điểm. Chỉ số S&P 500 tiến thêm 0,77% và chốt phiên với 5.860 điểm. Chung xu hướng, chỉ số Nasdaq Composite cũng tăng 0,87% và đóng cửa ở mức 18.503 điểm, hiện còn cách đỉnh lịch sử khoảng hơn 1%. Đáng chú ý, cả hai chỉ số trung bình chính đều tiếp tục đạt mức cao nhất mọi thời đại, trong đó Dow Jones vừa lần đầu tiên vượt qua cột mốc 43.000 điểm. S&P 500 đã bật tăng gần 23% trong năm nay và kể từ khi chạm mức thấp vào tháng 10 năm 2022, chỉ số này đã đi lên tổng cộng khoảng 63%. Mặc dù chứng khoán liên tục tạo đỉnh, các nhà đầu tư vẫn đầy lo lắng khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra trong 3 tuần nữa. Rủi ro địa chính trị leo thang tại khu vực Trung Đông và lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã vượt mốc 4,1%. Chiến lược gia đầu tư Ross Myfield của Buffett cho biết tâm lý nhà đầu tư có lẽ hơi căng thẳng, vì vậy sẽ không có gì ngạc nhiên khi trong 3 tuần cuối trước cuộc bầu cử, thị trường sẽ có một số biến động trở lại nhưng khả năng Fed sẽ hạ cánh mềm và tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp trong 3 đến 6 tháng tới. Trung Quốc đối mặt với núi nợ địa phương. Vào ngày 12 tháng 10, theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Lan Phò An, chính quyền Trung ương sẽ hỗ trợ phát hành trái phiếu trị giá 400 tỷ nhân dân tệ, tương đương 56,5 tỷ USD, nhằm giúp các địa phương trả lương viên chức và duy trì các dịch vụ cơ bản. Cuộc khủng hoảng bất động sản đã làm suy giảm nguồn thu của nhiều địa phương, buộc họ phải vật lộn với các khoản nợ nần lớn. Theo dữ liệu từ Rhodium Group, các chính quyền địa phương chịu trách nhiệm cho hơn 85% chi tiêu công, nhưng chỉ nhận được khoảng 60% doanh thu thuế. Điều này đã góp phần làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế và làm giảm nhu cầu tiêu dùng tại Trung Quốc. Chia sẻ với CNBC, nhà kinh tế Robin Singh của Morgan Stanley nhấn mạnh, việc giải quyết vấn đề nợ nần của các địa phương là bước quan trọng nhằm ngăn chặn xu hướng giảm phát đang đe dọa nền kinh tế Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng nếu không có các gói kích thích tài khoá mạnh mẽ hơn, nền kinh tế có nguy cơ tiếp tục giảm tốc trong năm tới. Trong khi Trung Quốc đã cắt giảm lãi suất và hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc, giáo sư Michael Pettis của Đại học Bắc Kinh cho rằng những biện pháp này chưa đủ để thúc đẩy tiêu dùng. Vị giáo sư cho biết các hộ gia đình Trung Quốc ngại mở ví là do họ chứng kiến thu nhập tăng trưởng chậm chạp và triển vọng của nền kinh tế không rõ ràng. Gần đây, bà Dông Doan Duy Lưu, học giả về Trung Quốc tại Hội đồng Quan hệ Quốc tế, cũng đã cảnh báo thị trường nội địa Trung Quốc cũng đang ngập trong sản lượng dư thừa và sự cạnh tranh khốc liệt của các doanh nghiệp. Điều đó có nguy cơ đẩy nền kinh tế và vũng lầy giảm phát. Elon Musk và tham vọng đưa người lên sao Hỏa. Với hệ thống tên lửa Starship, SpaceX đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, trong đó có việc lần đầu thu hồi thành công tên lửa đẩy Super Heavy vào ngày 13 tháng 10. Tỷ phú Elon Musk từng tuyên bố những chuyến bay chở người sẽ diễn ra trong vòng 4 năm, với mục tiêu xây dựng một thành phố tự cung tự cấp trên hành tinh đỏ trong vòng 20 năm. Dù kế hoạch nghe có vẻ táo bạo, nhưng ông vẫn kiên định với tầm nhìn dài hạn. Ước tính chi phí cho dự án có thể vượt quá 280 tỷ USD. Nhờ con số này mà SpaceX đã thu hút được sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư tiềm năng, từ cả khu vực công lẫn tư nhân. Theo báo cáo mới nhất từ Informa Connect Academy, Elon Musk có thể trở thành tỷ phú nghìn tỷ đầu tiên vào năm 2027. Theo Bloomberg Billionaires Index, Elon Musk chỉ sở hữu khoảng 28,5 tỷ USD vào đầu năm 2020, nhưng đến cuối năm đó, con số này đã tăng vọt lên 167 tỷ USD nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của cổ phiếu Tesla. Bên cạnh đó, các công ty khác mà Musk quản lý như SpaceX và mạng xã hội X, trước đây là Twitter, cũng góp phần không nhỏ vào sự tăng trưởng tài sản của ông. Chuyên gia phân tích chính sách kinh tế tại Viện Doanh nghiệp Mỹ, James Petrokoukis, cho biết các tỷ phú như Musk hay Jeff Bezos có thể trở nên giàu có vượt bậc nhờ việc thành lập và phát triển những công ty có giá trị mà mọi người muốn sở hữu. Tập đoàn Hàn Quốc muốn rót thêm 4 tỷ USD vào Việt Nam. Vào ngày 14 tháng 10, tại cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính, ông Cho Hyun Jun, Chủ tịch Tập đoàn Hyosung, đã nhấn mạnh rằng Việt Nam có môi trường đầu tư rất đáng tin cậy và tiềm năng trở thành trung tâm sản xuất của châu Á. Hyosung hiện đã đầu tư khoảng 4 tỷ USD vào các dự án lớn trong lĩnh vực công nghệ sinh học và sản xuất sợi carbon tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chủ tịch Cho Hyun Jun cũng chia sẻ, tập đoàn cam kết sẽ đầu tư thêm 4 tỷ USD và tạo ra 10.000 việc làm mới. Đây là một phần trong chiến lược đầu tư dài hạn, kéo dài 100 năm khẳng định niềm tin của tập đoàn vào các lĩnh vực như trung tâm dữ liệu, sản xuất vật liệu công nghiệp cao. Hiện Hyosung đang làm việc với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi ADNOC của UAE để hợp tác trong các dự án mới tại Việt Nam. Hyosung là tập đoàn lớn của Hàn Quốc, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như vật liệu công nghiệp, công nghệ thông tin, hệ thống điện công nghiệp, xây dựng, hóa chất, thương mại.
Năm 2023, doanh thu của tập đoàn đạt 16 tỷ USD. Chính phủ trình thí điểm mở rộng quỹ đất nhà ở thương mại. Chính phủ vừa trình Quốc hội dự thảo nghị quyết thí điểm nhằm tháo gỡ vướng mắc về nguồn cung dự án nhà ở thương mại, với kỳ vọng mang lại nguồn cung mới cho thị trường bất động sản đang gặp khó khăn. Với dự thảo nghị quyết mới, các doanh nghiệp có thể thực hiện dự án nhà ở thương mại trên nhiều loại đất khác nhau, bao gồm đất nông nghiệp, phi nông nghiệp, đất ở và cả các loại đất khác trong cùng một thửa. Điều này được thí điểm trong thời gian 5 năm, từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 và chỉ cho phép các dự án sử dụng tối đa 30% diện tích đất ở tăng thêm trong kỳ quy hoạch so với hiện trạng. Những khu đất thí điểm cũng phải nằm ngoài danh mục dự án thu hồi đất đã được Hội đồng Nhân dân thông qua. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, nhận định rằng quy định hiện tại đang thu hẹp phạm vi loại đất triển khai dự án nhà ở thương mại. Theo ông, điều này có thể làm lợi cho các đơn vị đã sở hữu quỹ đất lớn, đồng thời kéo dài tình trạng khan hiếm nguồn cung. Phần lớn các địa phương đều đồng thuận với đề xuất này. Thành phố Hà Nội ủng hộ nghị quyết thí điểm, bởi hiện có 191 dự án với quy mô lên tới 1.700 ha đang gặp khó khăn. Trong khi đó, Thành phố Hồ Chí Minh đã quy hoạch 600.000 ha đất nông nghiệp để chuyển đổi sang mục đích ở. 200 tỷ phú sẽ đi du thuyền đến Vịnh Hạ Long. Hơn 200 tỷ phú châu Âu sẽ tham gia hành trình đặc biệt đến Vịnh Hạ Long bằng siêu du thuyền để tham dự lễ hội nghệ thuật vì khí hậu. Sự kiện diễn ra vào ngày 13 đến ngày 19 tháng 1 năm 2025 với sự tham gia của hơn 80.000 người tham dự, với mục đích tôn vinh nghệ thuật và mang thông điệp mạnh mẽ về bảo vệ môi trường và bảo tồn hệ sinh thái. Theo ban tổ chức, di sản thế giới Vịnh Hạ Long được chọn tổ chức lễ hội nhiều địa điểm đặc biệt mang tính biểu tượng cao. Nơi đây không chỉ có cảnh quan ngoạn mục mà còn có hệ sinh thái đang bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu và áp lực của con người. Đại sứ Pháp tại Việt Nam, ông Olivier Brochet, nhấn mạnh rằng lễ hội là sự kết hợp giữa nghệ thuật và trách nhiệm với hành tinh, phản ánh những thách thức môi trường hiện nay. Mỗi ngày Vịnh Hạ Long đón khoảng 4.000 đến 6.000 lượt khách, trong đó 90% là khách quốc tế. Chính quyền địa phương đang nỗ lực phát triển hệ thống hạ tầng du lịch và chuẩn bị chu đáo để đón tiếp các khách siêu giàu. Trong 9 tháng đầu năm 2024, thành phố Hạ Long đã đón hơn 9,2 triệu lượt khách, đem về doanh thu hơn 20.300 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Hòa Phát báo lãi hơn 3.000 tỷ quý 3. Công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát, mã HPG, đã công bố sơ bộ kết quả kinh doanh quý 3 với 3.022 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 51% so với cùng kỳ năm trước, 2.000 tỷ đồng, và hoàn thành 92% mục tiêu lợi nhuận cả năm. Tính lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, Hòa Phát đạt 9.210 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng mạnh 140% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu quý 3 đạt hơn 34.000 tỷ đồng, tăng 19%. Đặc biệt, tổng doanh thu lũy kế 9 tháng đầu năm 2024 lên tới 105.000 tỷ đồng, hoàn thành 75% kế hoạch năm. Thép và các sản phẩm liên quan tiếp tục là nguồn thu chủ đạo, đóng góp 85% vào lợi nhuận, với biên lợi nhuận tăng 42% so với năm trước. Nhóm nông nghiệp cũng có sự bứt phá mạnh mẽ, với mức tăng 80%. Hoạt động cho thuê hạ tầng khu công nghiệp duy trì biên lợi nhuận ổn định ở mức 39%. Sản lượng thép thô trong 9 tháng đầu năm đạt 6,4 triệu tấn, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Thép xây dựng và thép chất lượng cao đóng góp 3,3 triệu tấn, trong khi thép cuộn cán đóng đạt 2,27 triệu tấn. Các sản phẩm thép hạ nguồn như ống thép và tôn cũng ghi nhận tăng trưởng ấn tượng, với tôn Hòa Phát tăng 43% và vượt số lượng cả năm 2023. CEO VinFast khẳng định chính sách hậu mãi cực tốt. VinFast không chỉ nổi tiếng với các sản phẩm xe điện chất lượng mà còn tự hào về chính sách hậu mãi vượt trội. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng, CEO VinFast, đã nhiều lần khẳng định chiến lược của hãng dựa trên 3 yếu tố chính: xe tốt, giá hợp lý và chính sách hậu mãi cực tốt. Gần đây, một khách hàng của VinFast đã gặp sự cố về pin với chiếc VF9. Mặc dù ban đầu đại lý chưa giải quyết kịp thời, nhưng VinFast nhanh chóng can thiệp, xin lỗi và xử lý triệt để, bao gồm việc sa thải 4 nhân viên liên quan. Điều này đã giúp củng cố lòng tin của khách hàng và tái khẳng định triết lý đặt khách hàng làm trọng tâm của VinFast. Không chỉ tạo ấn tượng với chính sách hậu mãi, VinFast còn rất chú trọng vào sản phẩm giá rẻ mà phải đẹp. Cụ thể là mẫu VF3, ngay sau khi ra mắt đã thu hút được 28.000 đơn đặt hàng chỉ trong 66 giờ. Đây là mẫu xe điện mini SUV có mức giá từ 240 triệu đồng cho phiên bản thuê pin và 322 triệu đồng cho phiên bản kèm pin. Được thiết kế dựa trên ý tưởng từ chiếc Chevrolet Spark Van, VF3 mang sứ mệnh trở thành xe quốc dân và mở rộng ra các thị trường tương tự Việt Nam như Ấn Độ, Thái Lan và Indonesia. Đồng thời, VF3 cũng là nhân tố quan trọng giúp VinFast hoàn thành mục tiêu doanh số 80.000 xe trong năm nay. Nhiều ông lớn ngân hàng hé lộ kết quả kinh doanh khủng. Theo ghi nhận của SSI Research, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cho biết lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đầu năm dự kiến đạt 36.100 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Tăng trưởng tín dụng đạt 10%, với tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 1,4%. Ngân hàng Quân đội (MB) cũng ghi nhận tăng trưởng tín dụng 12% trong quý 3. Tính đến cuối tuần thứ 3 của tháng 9 năm 2024, tổng thu nhập hoạt động của MB đạt 33.000 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Vietinbank tiết lộ tín dụng tăng 8,75% đến quý 3 và tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%.
Một số các ngân hàng khác cũng tiết lộ rằng mức tăng trưởng tín dụng vẫn được duy trì tốt và nỗ lực kiểm soát nợ xấu như ACB, VPBank, Vietcombank, Techcombank. Tuy nhiên, biên lãi thuần, NIM có thể gặp áp lực trong nửa cuối năm do cạnh tranh lãi suất. Một doanh nghiệp chăn nuôi báo lãi gấp 25 lần cùng kỳ. Tập đoàn Dabaco Việt Nam, mã DBC, vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 năm 2024 đầy ấn tượng, ghi nhận 3.525 tỷ đồng doanh thu thuần trong quý 3, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Biên lợi nhuận gộp cũng tăng mạnh lên 17,7%, từ mức 10,4% trong quý 3 năm 2023. Lợi nhuận sau thuế của Dabaco đạt 312 tỷ đồng, gấp 25 lần cùng kỳ, cao nhất trong năm quý gần đây. Mảng thức ăn chăn nuôi ổn định nhờ giá nguyên liệu không biến động nhiều, cùng với giá heo hơi trên thị trường tăng cũng giúp lợi nhuận của các công ty chăn nuôi thuộc tập đoàn tăng mạnh. Lũy kế 9 tháng, Dabaco đạt 9.962 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 17% so với năm trước và lợi nhuận sau thuế đạt 530 tỷ đồng, gấp gần 29 lần cùng kỳ. Trong đó, mảng bán thành phẩm sản xuất đạt 9.780 tỷ đồng, tăng 30% và các lĩnh vực khác như thương mại, siêu thị, khách sạn cũng ghi nhận mức tăng trưởng tốt. Dabaco tự tin sẽ hoàn thành mục tiêu lợi nhuận 730 tỷ đồng trong năm 2024, hiện đã đạt được 73% kế hoạch sau 9 tháng. Cuối quý 3 năm 2024, quy mô tài sản của Dabaco đạt 14.070 tỷ đồng, với khoản tiền và tiền gửi ngân hàng kỳ hạn khoảng 1.890 tỷ đồng. Dư nợ vay cuối kỳ là 5.685 tỷ, trong đó 926 tỷ là vay dài hạn từ ngân hàng.